Ở đâu anh Khải? Uống nước nữa hả? Gì vậy? Không. Mình trời mát, có gì đâu mà khát nước ta. Kiếm người nói chuyện chơi. Không, tôi có việc rồi. Việc gì nữa này? Không, vợ tôi nó kiểu là cái gì thì ta. Ta nói là cái này nó có thể là gọi là một cái. Thôi tôi ngồi xuống tôi kể cho nghe này. Gì vậy? Cái này hay lắm này. Cái này là gọi là một cái gọi là cái bệnh nan y luôn á. Thiệt mà, vợ tôi không cho tôi tắm chung nè, nghĩa là mình lau khăn lau đền chung á. Đó, rồi ngủ chung nè, cũng không cho luôn nè. À, anh bị một căn bệnh mê đàn bà. Khủng, mê đàn bà thì đàn bà phái, tự nhiên mê đàn bà đuổi không cho ngủ trời. Nghi, anh chỉ cần anh nằm gần đàn bà là bắt đầu anh nổi cơn điên. Cho nên vợ anh không cho anh nằm chung một cái bệnh nan y. Bệnh này chỉ có một cách trị thôi. Không phải. Bệnh đó là một bệnh đó nha anh Khải. Cái bệnh mà nằm gần đàn bà mà lên cơn điên không kiềm được cảm xúc là một căn bệnh chúng phải chữa. Ủa đó là phải chữa thiệt hả? Đúng rồi. Anh lấy dây thun á, anh buộc hai trứng lại. Tầm một tuần sau nó tự rụng là anh sẽ hết. Không khùng cái gì ta? Gì? Tôi suy nghĩ nãy ông nói thì tôi đâm ra tay đang suy nghĩ cái tự nhiên cái nó đàn ông mà nằm gần đàn bà lên cơn điên cái chuyện đó đúng mà, mất có sai đâu. Không, cái đó là đúng. Vậy nếu hả? Mà trừ khi nào mà gọi là bị bệnh, nếu mà người bị bệnh nha, là đàn ông mà nằm đàn bà mà không cảm xúc đó mới gọi là bệnh, còn mà lên cơn gọi là bình thường. Thì lên cơn mới trị được chứ nằm không cảm xúc thì đó không trị được. Lên cơn đương thì lấy thùng cột lại là một tuần sau đó tự rớt. Chẳng thiến á hả? Ai biết thôi. Chứ phải không phải bệnh gì. À, ngày xưa là người ta thiến mèo, ít ai thiến lắm. Dạ. Con mèo ta đa số là con mèo đực cái đúng không? Ừ. Nó đi nhiều khi nó theo cái là nó đi luôn. Ừ. Cái là người ta lấy cái thùng ta cột lại cái hai cái hòn trứng của nó đó, là chừng cỡ tuần sau nó tự rụng. Ừ. Là con mèo nó không đi nữa. Ừ. Tôi là người ông thần. Chứ không phải là đâu. Không phải. Có nghĩa là ông lao chung nè, ông ngủ chung nè, nó bị lây chứ không phải là bệnh đó. Còn bệnh gì mà lây ta? Lan ban á. Ừ. Thì đấm chán không? Hả? Thì anh đi mua thuốc trị lan ban hả? À, thì mua thuốc trị lan ban nhưng mà tôi nói là sức xong cái nó xẹp chỗ này đúng không? Gọi là nó chỗ này. Nhảy chỗ khác. Nhảy chỗ khác. Đúng rồi, bị nấm đen giống như bị nấm mà nó lây mà, nó mọc lung tung hết. Mà y như người bị chó sà mâu á. Đúng rồi, lăn ban thì nó không có ngứa, nhưng mà đổi lại là nó cứ lổm đổm giống như là chó sà mâu vậy đó, gớm lắm. Mà anh mua làm gì em chia sẻ cho. Anh chạy ra ngoài chỗ cũ á, anh đào cái u giềng á, em chia sẻ cho. Các chị lăn ban đơn giản thôi. Chẳng lẽ giờ ông chỉ một bài thuốc mà ông đòi với làm con chó để cho ông ăn vậy trời. Không, chị lăn ban từ u giềng. Mọi người đang ai đang bị lăn ban khắp người, bôi cũng ok luôn. Mà củ riềng nó nóng mà. Nó nóng không ta? Có. Chị lăn ban bằng củ riềng, chia sẻ cho. Củ riềng bà cuốc hết rồi. Tại vì tại cái củ riềng đó, tại cái gì? Cái bụi củ riềng đó đó mà chó trong xóm bị bắt hết rồi. À. Đâm ra là nó có củ riềng là buộc thế với thèm thịt chó. Đúng rồi. Đâm ra là bà nói là tao sẽ cuốc cái củ riềng này, đây bụi củ riềng này. Chó trong khu xóm mới còn. Ok. Đó là nó chạy ra chợ mua củ. Củ riềng này mọi người rửa sạch. Anh giả ra. Củ riềng non hay già? Củ riềng già. À, chia sẻ mọi người cách trị lăn ban. Nếu anh em nào đang bị lát nhẹ thì có thể dùng được, còn lát nặng thì đi kiếm bác sĩ nha. Lát gì? Lát nhẹ thì được, má lát nhẹ thôi, má lát mà nó lan nặng quá rồi thì... À, cái này là lăn ban chứ không phải lát, tôi đâu phải lát đâu. Cái này bị lăn ban. Lăn ban cũng rất là ok luôn. Đó mọi người thấy diễn ra đó. Ăn hả? Không. Đó. Rồi sau đó mọi người sẽ giả nát nè. Cái này giả nát cực lắm ông thần. À cũng dễ mà. Cái này là một bài thuốc trị lăn ban. Hồi xưa giờ như em chưa chia sẻ mọi người bị lăn ban. Thấy mấy anh em bị lăn ban chia sẻ luôn. Lát không? Lăn ban lát. Cái này mọi người bôi một tuần là thấy có hiệu quả nè. Khi mọi người giả ra, mọi người sẽ kiếm một cái hũ gì đó, mọi người đổ vô. Kín đúng không? Ừ. Rồi, mọi người kiếm một ít rượu ngâm á. Rượu ngâm lá cây á, chứ không phải là rượu ngâm con động vật đâu, động vật thì nó nặng, rượu lá cây thì nó nhẹ hơn xíu. 45 độ trở lại đúng không? Ừ. Ok. Rồi, ok, mọi người đổ vô, sẽ đổ rượu vô. Rượu này là rượu ngâm nha.
Rồi mọi người ủ lại tầm 4 đến 5 ngày là mọi người có thể xài được. Mọi người sử dụng như sau. Em ví dụ đi. Ví dụ đây cục lăng beng đi. Sau 4 đến 5 ngày sẽ tinh chất riền nó ra, nó thấm vào rượu á, là mọi người kiếm một dao lam cái gì mọi người cạo. Cạo nhẹ thôi, cạo cho nó chốc. Dao lam gì ghê vậy thì lấy chốc cái gì? Vẫy đi, hang dao cũng được nè. Người cạo chốc cái vẫy đi. À mình cạo cạo vẫy cho nó sừ sừ lên đó hả? Không, cạo cho nó sừ lên. Sừ lên. Nhớ là cạo cho sừ lên nha, đừng có cạo chảy máu nha, cạo chảy máu nó ra rẻ đó. Đó, cạo cho đỏ sừ lên giống như cạo gió vậy đó mọi người. Mà nó sừ đó. Đúng rồi, nó sừ. Rồi mọi người lấy bông gòn á, mọi người chấm vô, mọi người bôi lên. Lấy bông gòn. Ừ. Thí dụ luôn đi. Ừ. Bông gòn lấy tay cũng được đó. Đúng rồi, mọi người chấm lên. Lộng miếng luôn. Ừ. Mọi người sẽ bôi lên. Sau khi mọi người bôi á, mọi người sẽ cảm giác là nó rát nhẹ. Rát à? Ừ, nó rát nhẹ. Nó rát nhẹ là đúng. Là ok rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi. Đó, mọi người cứ bôi liên tục tầm một tuần mọi người thấy là nó sẽ hết. Là nó có không lây không á chứ nó không có lây. Nó chìm cái này lên chỗ kia đi. Nó chết là chết chỗ đó luôn. Chết luôn hả? Ừ. Là cái da mình nó không bị đốm 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 trắng nữa đúng không? Đúng rồi. Đó, ừ. Đây là cách trị lăng beng rất là hiệu quả luôn từ củ giềng. Và mọi người nhớ là mọi người phải cạo cho nó sừ lên, mọi người không cạo nó bôi nó không hết đâu. Cái dòng lăng beng muốn trị nó là phải cạo cho nó sừ lên. Nhớ là cạo sừ lên chứ không phải cạo cho ra máu nha. Cạo ra máu là mọi người bôi á vẫn hết đó, nhưng mà nó ra rẻ là ghê lắm. Thành không 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 ấy mà thành đốm đốm gốm nữa. Đúng rồi, nên cạo cho sừ lên thôi. Mọi người bôi thấy rác là ok rồi. Đó, ok. Người bôi tầm một tuần là ok rồi nha. Đó, chia sẻ mọi người đây là cách trị lăng beng. Mọi người ăn bị lăng beng có thể sử dụng thử xem sao nha. Nhớ đăng ký bật chuông.